Nè, dừng lại. Có chuyện gì vậy? Ủa, cô Mót, sao cô lại ở đây? Không được ăn cháo này. Tên cơm sài đó là giả. Chúng được tên Tô Hoàng thuê để hãm hại gia đình mấy người. Bây giờ tên quan cơm sai giả đã tới gặp Tô Hoàng để nhận thưởng bạc rồi. Các người mau chạy trốn đi. Nhưng sao tôi biết những lời cô nói là sự thật chứ? Trời ơi. Ê, bị gì vậy? Như là có ai vừa mới đánh tao. Ông chủ, để bọn họ mà sống là chết cho Tô Hoàng đó. Đi, chạy đi, không là mất mạng đó. Chạy, đứng dậy đi tới anh. Nhìn lên, nhìn lên đi. Cẩn thận đó con. Chạy đi. Chạy đi con. Nhìn lên. Chạy nhìn lên. Lẹ đi Út, lẹ đi. Chết rồi, họ trốn mất rồi. Đuổi theo bọn lên. Dạ.